Một thời là nam thần, giờ lại đi bán sầu riêng. Từng là nam thần đình đám, nhưng quyết định rơi showbiz sau khi lấy vợ đại gia. Nam thần đa tài rời showbiz Việt để kinh doanh, bán sầu riêng, mở sân tập quốc. Cưới vợ đại gia hơn 4 tuổi, vượt qua sóng gió, thị phi để hạnh phúc. Nhắc đến Bình Minh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ngôi sao sáng giá của làng giải trí Việt Nam thập niên 2000. Nam thần tài năng với ngoại hình điển trai và chiều cao lý tưởng này từng là hiện tượng thực sự trên các sàn diễn thời trang cũng như màn ảnh. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, phải theo cha làm lơ xe từ nhỏ, Bình Minh sớm ôm ấp khát khao đổi đời. Sau khi học hết cấp 3, anh thi vào trường đại học Hàng Hải ở Hải Phòng. Năm cuối đại học, được một người bạn khuyên nhủ, Bình Minh tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á và đoạt giải siêu mẫu ấn tượng. Sau khi tốt nghiệp, Bình Minh quyết định theo nghề người mẫu và vào Nam lập nghiệp. Anh nhanh chóng trở thành cái tên không thể thiếu trong các show diễn thời trang lớn nhỏ. Hình ảnh của Bình Minh gắn liền với những bộ sưu tập thời trang, các mẫu quảng cáo và dần trở thành biểu tượng của người đàn ông lịch lãm, phong độ. Không dừng lại ở đây, với khao khát chinh phục những đỉnh cao mới, Bình Minh đã mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nơi anh lại một lần nữa chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả qua những vai diễn đa dạng trong các bộ phim như Chuyện Tình Xa Xứ, Giao Lộ Định Mệnh, Cô Gái Xấu Xí. Bình Minh cũng từng đóng Táo Quân năm 2016. Nam siêu mẫu chia sẻ rằng, anh phải xin xỏ đến lần thứ 3 mới được đạo diễn Đỗ Thanh Hải đồng ý. Dù chỉ xuất hiện khoảng 10 mấy giây nhưng Bình Minh vẫn để lại dấu ấn và được mệnh danh là thiên lôi điển trai nhất thiên đình. Sự đa tài của Bình Minh còn thể hiện ở khả năng dẫn chương trình khá duyên dáng. Anh từng đảm nhận vai trò MC cho các chương trình ăn khách như Trung Sức, Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5, Ta Là Cười, Tôi Là Người Chiến Thắng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Bình Minh quyết định tạm gác lại niềm đam mê nghệ thuật, rời showbiz để tập trung vào sự nghiệp kinh doanh. Hiện tại, anh đang sở hữu một shop bán đồ golf, một sân tập golf và một học viện golf. Ngoài ra, mới đây, Bình Minh còn khai trương một cửa hàng bán sầu riêng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng của anh được nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz như Trường Giang, Lý Nhã Kỳ, Hà Kiều Anh, vợ chồng Chi Bảo ghé đến và ủng hộ nhiệt tình. Ở tuổi ngoại tứ tuần, dù không còn giữ được vẻ ngoại hình soái ca như thời thanh xuân, nhưng Bình Minh vẫn tự tin và thoải mái với hình ảnh của mình. Anh không quá chú trọng việc giữ gìn ngoại hình, mà thay vào đó tập trung vào việc phát triển sự nghiệp và dành thời gian bên vợ con. Bình Minh quen bà xã anh thơ qua sự giới thiệu của bà mối Trương Ngọc Ánh. Bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp học thức, sự dịu dàng, khéo léo của nữ đại gia hơn 4 tuổi, nam siêu mẫu chủ động tỏ tình. Năm 2018, Bình Minh bất ngờ thông báo kết hôn với anh thơ khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Đám cưới của họ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đã cho rằng Bình Minh cưới vợ hơn tuổi vì tiền, còn anh thơ cũng bị soi nhan sắc có phần lép vế hơn người chồng siêu mẫu. Một thời gian sau, cuộc sống của vợ chồng Bình Minh lại lao đao vì tin đồn tình cảm của anh với đồng nghiệp nữ. Trước thị phi, cả hai giữ im lặng và tiếp tục đồng hành. Sau khi anh thơ sinh An Nhiên vào năm 2009 và bé An Nhiên năm 2012, gia đình Bình Minh càng thêm khăng khít. Dư luận cũng vì thế mà dần thay đổi cách nhìn về cuộc hôn nhân của họ. Trên trang cá nhân, vợ chồng Bình Minh thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau và các con. Dù bận rộn đến đâu, cả hai luôn dành thời gian chăm sóc và giáo dục hai cô con gái chu đáo. Nhờ đó, hai bé không chỉ ngoan ngoãn mà còn rất tài năng. Ngoài học giỏi, An Nhiên và An Như còn là thành viên của đội tuyển bơi lội, bóng rổ và điền kinh của trường học.